Hello, chào mọi người nha. Nay mình vô hái trái bưởi Yubi của mình đúng không mọi người? Trái bưởi siêu to luôn đó mọi người. Cây này mình trồng được 3 năm rồi đó mọi người. Cây này là mình mua giống ghép trồng đó mọi người. Còn mấy cây trồng trước đó, mình mua mắt ghép về mình ghép vô gốc bưởi da xanh đó mọi người. Cây này là mình mua cây người ta ghép sẵn rồi mình đem về trồng luôn đó mọi người. Đây trái rất là to luôn mọi người. Trái này nhìn rất đẹp. Đây. Trái Yubi nghe rất là nặng luôn đó mọi người. Còn mấy cây này trái còn nhỏ mọi người. Bữa mấy cây này mình hái được cũng mấy trái rất là to luôn mọi người. Mấy cây này của mình cũng chưa cùng trồng một năm với mấy cây hồi nãy mọi người. Cây 3 năm của mình á, trái rất là nhiều luôn. Bữa mình hái đi bớt mấy trái nhỏ nhỏ, cũng hái bỏ mấy trái nhỏ. Bây giờ mình chừa lại mấy trái này. Đây là bông, nó mới ra bông đó mọi người. Mấy trái này còn nhỏ mọi người. Cái cây này nó cũng mới vừa ra bông được có mấy trái. Đây, trái này cây này bữa đậu trái rất là nhiều luôn mọi người ạ. Mình tỉa bớt khá nhiều. Giờ mình chỉ chừa lại có mấy trái. Đây em. Cây này thì cũng có trái rất là nhiều luôn mọi người ạ. Nói chung là bưởi Yubi á mọi người. Mà mình chăm sóc á, nó cũng rất là dễ chăm thôi mọi người. Mình cũng bón phân và xịt thuốc như bưởi da xanh thôi mọi người ạ. Tỷ lệ đầu trái cũng rất là cao. Đây, bây giờ mình cân thử trái này xem hồi nãy mình hái á mọi người, xem nó được bao nhiêu ký á mọi người. Được 2,5 ký luôn mọi người ạ. Rất là nặng. 2,6 ký luôn. Thôi mình chào mọi người nha.